Nếu như bạn có một làn da nhạy cảm, dễ dàng bị kích ứng bởi những cái tác nhân bên ngoài và không biết làm cách nào để có thể khắc phục được thì hãy cùng theo dõi video này nhé. Mình là Dr. Anna Khanh, là bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của Khanh nha. Để cập nhật những kiến thức về da mới nhất, các bạn hãy theo dõi kênh của Khanh. Hôm nay Khanh sẽ nói về chủ đề da nhạy cảm, một trong những loại da khá là khó khăn trong cách phân biệt cũng như là chăm sóc. Cùng theo dõi video này để biết những phương pháp chăm sóc tốt nhất các bạn nhé. Để biết được là da của bạn là da nhạy cảm thì Khanh có một trong những cái cách mà phân biệt đơn giản như thế này. Các bạn cứ tưởng tượng là da nhạy cảm là cái da mà nó rất là nhạy cảm, nó dễ dàng bị kích ứng một cách mà quá so với lại những cái da bình thường khi mà chịu tác động của những cái môi trường bên ngoài. Ví dụ như là khi bạn đi nắng thì da bạn sẽ đỏ, đúng không? Nhưng mà đối với da nhạy cảm thì da không những đỏ mà còn căng rát, hoặc là đôi khi còn châm chích nữa, bạn sẽ cảm giác cực kỳ khó chịu. Hoặc là đôi khi bạn chỉ dùng một cái loại mỹ phẩm mà không phù hợp với da thôi thì da bạn sẽ biểu hiện bằng cách là sưng, nổi mề đay hoặc là nổi những cái mẩn đỏ trên da. Thì thông thường là nó sẽ mất một thời gian vài tiếng hoặc có khi vài ngày nó mới hết. Hoặc là bạn phải bắt buộc dùng một cái loại thuốc để làm dịu đi da ngay lập tức. Thì đó là một trong những cái biểu hiện rất là rõ rệt đối với da nhạy cảm. Khanh có thể ví dụ cho các bạn thấy, như đầu clip Khanh có nói là da Khanh thuộc tiếp da nhạy cảm. Thì hôm qua Khanh mới thử một cái loại nước hoa mới, tức là sáng nay Khanh xịt hai bên cổ như thế này. Thì hiện giờ da Khanh nó đang nổi mẩn lên ngay cái vùng mà Khanh đã xịt nước hoa, nó sẽ đỏ như thế này. Đây là một trong những biểu hiện của da nhạy cảm. Các nguyên nhân mà gây ra tình trạng da nhạy cảm thì thường thường Khanh sẽ chia dễ dàng qua hai nhóm nguyên nhân để mọi người dễ phân biệt nha. Đầu tiên nhất là nhóm nguyên nhân ở bên ngoài, và thứ hai là nhóm nguyên nhân ở bên trong. Đối với nhóm nguyên nhân ở bên ngoài thì thường thường là về những cái tác nhân mà về khí hậu, ô nhiễm môi trường. Khi mà bạn di chuyển đến một cái vùng nào đó mà môi trường khá là bị ô nhiễm á, thì thường thường nó cũng sẽ biểu hiện kích ứng lên trên cái da bề mặt của mình nè. Hai á, là đối với lại những cái nhóm mà mỹ phẩm, ngoài chuyện là dùng mỹ phẩm đúng, nhưng mà dùng đúng chính hãng nhưng mà mình dùng không có đúng cách, nó cũng sẽ gây ra những cái kích ứng trên da bề mặt của mình, và đặc biệt sẽ kích ứng nặng hơn đối với lại da nhạy cảm. Hoặc là đối với những bạn mà dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hoặc tệ hại hơn là dùng kem trộn, thì chắc chắn 100% từ da bình thường bạn sẽ dễ dàng chuyển sang tuyết da nhạy cảm nha. Rồi về nhóm nguyên nhân bên trong thì thường thường Khanh sẽ hay chú ý đến cái vấn đề mà tâm lý về stress. Ví dụ bạn nữ nào mà gần đây đang có vấn đề với bạn trai hoặc là vừa mới chia tay, thông thường đó là về kể cả body hoặc ngay cả da mặt nó sẽ biểu hiện lên rất là nhiều, nó sẽ dễ tác động nhìn mình giống như là xuống sắc hẳn luôn. Thì đó là một trong những cái mà nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng da nhạy cảm nha. Để khắc phục cho da nhạy cảm thì Khanh cũng sẽ chia ra hai nhóm, nó đi theo với lại những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng da nhạy cảm đó các bạn. Đầu tiên nhất là nguyên nhân ở bên ngoài. Thì nguyên nhân ở bên ngoài nó sẽ phụ thuộc vào khói bụi, môi trường, những cái mỹ phẩm mà bạn dùng. Ví dụ bạn di chuyển đến một cái vùng môi trường mới, khí hậu lạnh hơn hoặc nóng hơn hoặc là bụi hơn, thì bạn nên có những cái biện pháp mà che chắn, bảo vệ cho cái làn da của mình, tránh cho da tiếp xúc trực tiếp với môi trường đó, thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng nhạy cảm trên da của mình ha. Về nguyên nhân mà mỹ phẩm, thì nếu mà bạn dùng đúng mỹ phẩm rồi nhưng mà bạn lại dùng quá nhiều mỹ phẩm cùng một lúc, nó sẽ gây ra những cái phản ứng khác nhau trái chiều ngay trên cái bề mặt da của mình, nó sẽ làm cho da mình sẽ kích ứng lại. Cho nên mình sẽ lựa chọn những cái mỹ phẩm phù hợp, và mỗi lần dùng thì chỉ nên dùng khoảng từ 3 đến 4 loại mỹ phẩm trong cùng một lúc thôi. Nhóm thứ hai nữa là những bạn mà nghi ngờ về nguồn gốc của mỹ phẩm của mình á, thì các bạn nên ngưng ngay lập tức tất cả những cái mỹ phẩm mà mình đang dùng giúp Khanh nha. Rồi về nguyên nhân ở bên trong thì là sẽ liên quan đến phần nội tiết tố cũng như là những tâm sinh lý của những bạn, nhất là về phái nữ của mình. Thì đầu tiên nhất là Khanh vẫn khuyên các bạn là nên ăn uống hợp lý cũng như là có chế độ luyện tập phù hợp để nó giúp cân bằng lại những cái phần nội tiết tố cũng như là về tâm lý cho mình.
Cái thứ hai là khi mà áp lực công việc quá cao hoặc là khi mà áp lực học hành quá cao thì các bạn có thể bổ sung thêm bằng những cái thực phẩm chức năng cũng như là những cái viên uống chức năng để nó giúp cân bằng lại về cái sức khỏe cho mình nha. Thì ví dụ như Khanh hiện giờ đối với cái tình trạng mà nhạy cảm ngay vùng cổ như thế này nè, thì cách khắc phục đầu tiên của Khanh đó là Khanh sẽ ngưng hết hoàn toàn những cái phần mà tiếp xúc với lại những cái chất gây dị ứng, đó là cái phần mà nước hoa Khanh đang dùng. Sau khoảng từ 2 đến 3 tuần nếu mà tình trạng nó ổn hoặc là dịu đi thì các bạn có thể là dưỡng da, hoặc là như Khanh có thể dùng lại một cái loại nước hoa mới mà dành riêng cho da nhạy cảm. Còn các bạn có thể là dưỡng lại da nhưng mà từ từ nhẹ nhàng những cái loại mỹ phẩm chỉ dành riêng cho da nhạy cảm. Nhưng mà nếu từ 2 đến 3 tuần mà cái tình trạng nhạy cảm trên da hoặc kích ứng trên da không hề giảm đi mà có cường độ ngày càng tăng lên thì Khanh khuyên các bạn là nên đến khám tại bệnh viện da liễu hoặc là tại một cơ sở của bác sĩ da liễu nào đó để mình hạn chế tối đa cái tình trạng mà hậu quả để lại cũng như là có những cái phương pháp điều trị cho nó hợp lý nha. Vừa rồi là video của Khanh làm về da nhạy cảm. Thì nếu mà bạn có bất cứ thắc mắc nào thì có thể comment ở bên dưới ha. Khanh sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Hoặc là nếu mà bạn có thêm những ý tưởng nào đó cho những video sau thì cũng có thể comment ở bên dưới. Và đừng quên là subscribe kênh của Khanh nha, để Khanh có thêm nhiều động lực để tạo ra thật là nhiều video mới hay hơn, hấp dẫn hơn dành cho tất cả các bạn nha. Bye bye.